Hello, xin chào mọi người. Sáng nay tự nhiên đi lòng vòng cái chỗ viết thư pháp á, xong rồi tự nhiên thấy có một cái chặng giấy khá là đẹp. Nhìn kỹ lại tưởng là cục đồng, nhưng hóa ra đó là một viên đá. Đam mê trỗi dậy đúng không? Thích mua, cuối cùng mà năn nỉ đầu năm mà năn nỉ người ta nhường lại cho cái chặng đồ chặng giấy này, rất đẹp. Bởi vì quan trọng là em thích, quan trọng là em rất là thích, cảm thấy là phải sở hữu cho được. Rồi dùng ngồi chơi, rồi nói chuyện, rồi dùng hết mọi tuyệt chiêu kỹ thuật nên cuối cùng là có được cái cục đá này, rất là đẹp. Không, em thấy đẹp chứ còn mọi người thấy đẹp không thì không biết nha. Em thấy rất là đẹp, em thấy rất là hồn. Cái màu đá nó lên giống như màu đồng rồi, da đá rất là đẹp. Tuy nhiên cũng là người ta làm cái dây đa, nghĩa là cái đế rất là đẹp. Mà nói chung là gỗ cũng bình thường thôi, thế nhưng đẹp. Nó có lên chỗ những đỗ xanh xanh thì tưởng là đồng mà biết chứ, mắc cười đó. Đầu năm mua được món nhỏ nhỏ mà cảm thấy rất là vui, không nhiêu tiền hết. Bữa nay có 500.000 à, 500.000 mà thấy vui lắm, khoe mọi người luôn. Bởi vì em hay thích mua linh tinh lắm, mua xong mấy bữa chán rồi thanh lý. Cục đá nhiều, mà cục đá em bán có 1-200.000 mà rất là đẹp, nếu mà lên đòn lên cái khay nha. Thế nhưng vẫn thích mua. Chơi đá, và cũng nói thêm cho mọi người, chơi đá cảnh Việt Nam mình nói cảnh, còn bên Nhật thì gọi là Suzuki. Suzuki nghĩa là gì? Là những cái viên đá hình núi, hình sông đó, và không có sự tác động của con người. Nếu mà có sự tác động vô thì sẽ không còn là Suzuki nữa, mà nó có một cái tên khác là gì, là Suzuki gì đó. Đó, như không giá trị bằng cái nguyên bản, không tác động, không kêu dán, không chấp vá. Cái này là đá di chung, di xuyên Quảng Nam, một loại đá rất là cứng nhất trong đất lãnh thổ Việt Nam, bằng đá được đánh giá cao nhất, giá trị nhất, vì xét về độ đẹp, độ cứng là nó vô địch, và độ giá trị nhất, như thua cẩm thạch thôi, thua thạch anh. Ok, chào mọi người.